Xin chào các bạn, vẫn là áo thun, vẫn là quần đùi và vẫn là dép lào. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về chiếc xe Yamaha R1 2014. Ok, thì mình sẽ giới thiệu sơ về chiếc xe này cho các bạn biết ha. Đây là chiếc Yamaha R1 2014. Thì cái bản này là màu đặc biệt, màu Blue Gray. Để mà nhận biết nó đặc biệt chỗ nào á, thì thường thì mọi người sẽ nhìn vô đây nè, cái nó có cái phuộc màu xanh. Còn những chiếc xe khác đa phần là phuộc màu đen hay là phuộc màu vàng. Thì đây kiểu như là cái bản cuối cùng của Yamaha R1 đời từ 2009 tới 2014. Thêm một điểm nữa đặc biệt trên cái bản R1 này so với những cái R1 cùng đời á, thì là nó có cái vòng này nè, nhưng mà nó không phải là ABS nha. Nó là cái gì mình không biết, nhưng mà nó không, xe này chưa có ABS mà nó chỉ có traction control thôi. Thì traction control nó là kiểm soát độ bám đường. Hình như là đời 2013 và 2014 mới có, còn từ 22 trở về 2009 là không có. Ok, tiếp theo nữa mình sẽ nói về cái đầu đèn của chiếc xe này á. Thì nó đặc biệt ở chỗ là xe người ta thì có một cái miếng nhựa che cái đèn lại, còn chiếc xe này á thì nó không có, nó có cái cầu xong rồi có bóng đèn trong. Thì cái điểm này mình rất là thích. Một số bạn nói với mình là người ta thích cái thiết kế của đời xe này hơn là đời mới nhất, đời cá chê. Thì bản thân mình là người đã từng chạy cá chê và cũng đã đang sở hữu em này. Thì mình cảm thấy là mỗi xe nó có một nét đẹp riêng. Nhờ riêng chiếc này thì chiếc xe nó khác biệt so với những chiếc xe trên thị trường còn lại. Đó là cái phần đầu đèn, mắt cú, hai cái gương cầu rất là đặc trưng, nhìn thì không lẫn vào đâu được, nhìn là biết ngay R1. Thì như mình có giới thiệu là xe này từ 2009 cho tới 2014 á, nhưng mà 2009, 2010, 2011, 2012 mình nhớ không lầm á là nó không có cái dải đèn LED này nè các bạn ha. Còn 23, 24 thì nó có cái dải đèn LED này đó. Thì cái cách phân biệt từng đời xe của R1 mà từ 2009 tới 2014 là như vậy. Để mình nói về một cái điểm đặc biệt trên chiếc xe này mà công nghệ độc quyền của Yamaha về động cơ của chiếc xe này. Ok. Động cơ của chiếc R1 á thì nó rất là đặc biệt nha các bạn. Là động cơ cross plane 4, có nghĩa là 4 xi lanh thẳng hàng. Nhưng mà cái thứ tự đánh lửa của từng xi lanh á là nó khác nhau, nó không có giống cái động cơ i4, có nghĩa là inline 4 á. Thì vẫn là mỗi một, tại một thời điểm vẫn là một xi lanh nổ, nhưng mà cái cách sắp xếp sự đi lên đi xuống của mỗi xi lanh á, thay vì máy i4 là từng cặp song song, từng cặp đi lên đi xuống cùng nhau, còn R1 á là mỗi cái nó đi khác nhau, không có đi chung như cái nào hết. Thì nó cho ra cái tiếng bô rất là đặc trưng, nó vừa giống Ducati, nó vừa giống cỗ máy V4 trên Aprilia trước đây mình có chạy á, và đặc biệt là nó rất là giống những chiếc xe chạy trong trường đua MotoGP các bạn. Rồi cái ưu điểm của máy Crossland là cái gì? Thì nãy mình có nói là tiếng bô đặc trưng nè. Thứ hai nữa là cái vòng đề ba, cái sự đề ba của nó rất là mượt. Thay vì những cái xe khác khi các bạn đề ba thì rất là gằn, rất là sốc, còn chiếc xe này là nó mượt, nó trơn, nó đâm thẳng một phát một gì đó. Nó đẩy vòng tua lên rất là nhanh. Nhược điểm thì theo mình là nóng. Động cơ Crossland này rất là nóng. Mình đi mà trong phố mặc quần đùi nè, mình rất là thích mặc quần đùi đi mô tô, nhưng mà đi chiếc xe này phải nói là nóng cực kỳ, chịu không nổi. Tầm theo độ C thì mình không nắm rõ, nhưng mà độ F thì nó cứ khoảng 212 tới 220 độ F, còn những lúc mà kẹt xe thì khoảng 204 là nó overheat, có nghĩa là nó quá nhiệt, nó tắt máy đều không lên luôn á. Rồi một cái điểm đặc biệt trên chiếc xe này nữa là cái dàn ống xả của nó. Thì mình rất là thích hai cái bô nó đúc dưới gầm xe, thì giang hồ hay kêu là đúc đít á, bô đúc đít đó. Thì nhìn nó rất là ngầu, kiểu như là sao ta, nó khác biệt so với đám đông. Thay vì xe người ta thường là bô để một bên đây, còn chiếc xe này á là nó, cái dàn bô nó đi lên đây, nó chia ra hai ống nằm dưới đít xe, nhìn cái phần xe hai bên nó rất là gọn.
và nhìn nó rất là ngầu các bạn. Thì trên chiếc xe này á, anh chủ xe đẹp trai nhưng mà khoai không to đã đổ một cặp ống xả full acrylic, full carbon. Thì cái cặp ống xả này á, khoảng 1.500 đô, mua mới đó nha. 1.500 đô hai cái bô này. Và anh cũng đã bỏ bầu bô rồi. Bỏ bầu có nghĩa là cái hệ thống bô nó sẽ có một cái hệ thống mà nó sẽ ém cái hơi bô lại, giúp cho tiếng nhỏ hơn. Thì anh ấy muốn cái tiếng bô nó uy lực hơn á, anh nó bỏ cái bầu ra và thay bằng một cái ống khác. Thì các bạn có thể xem cái clip đi thay cái bầu bô á mình trên kênh YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe thử tiếng bô ha. Ok. Ok, mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe thử tiếng bô nha. Nói chung là do cái ống bô này nó dài á, mà còn chia ra hai ống nữa, thành ra là cái tiếng bô mình á, khi mà nổ bình thường nó rất là êm, nhưng mà khi mà chạy ngoài đường á, chạy ở ngoài đường nghe dữ lắm, không hiểu tại sao. Ok, mình sẽ nẹt bô thử vài cái cho các bạn nghe ha. Đó. Thì các bạn thấy cái tiếng bô nó có đặc trưng không? Có nghĩa là nó không có hú, nó không có ù như là máy i4, mà nó cứ tò á. Rồi tiếng backfire đặc trưng nè, khi mà nẹt lên thì ở khúc cuối nó có nổ bụp bụp bụp. Tiếng backfire đặc trưng của máy Crossland 4 á, nó rất là khác i4. Kiểu như cái tiếng nổ bốc bốc của cá mập á cũng rất là đặc trưng, cái tiếng backfire của cá mập. Thì mỗi chiếc xe nó có một cái đặc trưng riêng như vậy. Thì cái lý do mình cũng nói thêm về cái bô, nghĩa là theo như cấu tạo là ống bô càng dài càng to thì tiếng nó càng trầm ấm, còn ống bô càng ngắn càng nhỏ, họng càng lớn thì cái tiếng nó càng chói, càng la, càng ồn. Thì mình suy luận ra là mấy thằng mà cục bơ á, nó nhỏ lắm. Mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là chiếc xe này á, nó có 3 chế độ lái. Mình mở đồng hồ lên ha. Đó, các bạn nhìn ngay đây nè. Mod, cái chữ mod ở dưới là STD, có nghĩa là standard, là chế độ lái tiêu chuẩn, là phù hợp với mọi kiểu như địa hình hay là điều kiện chạy của các bạn á. Thì nó có cái nút chuyển mod trên đây nè. Chuyển qua là A, A là cái mod mạnh nhất, có nghĩa là bật cái này lên là y như là uống nước tăng lực vô vậy đó, chiếc xe là chạy hết công suất. Thì bình thường mình đi mình cũng hay đi mod này thôi, nó mới ra được cái lực máy tiếng bô dữ. Còn cái mod cùi bắp nhất là cái mod B, là cái mod mà yếu nhất, hình như nó giảm chiếc xe xuống còn có 7 mấy mã lực à, chạy yếu xìu à. Đó, rồi các bạn thấy từng cái vạch này không? Cái vạch trên chữ mod á, có nghĩa đó là traction control á, là kiểm soát độ bám đường á. Thì chiếc 23, 24 mới có, 22 hình như không có. Thì cái traction control này mình có thể tăng giảm như thế này, hoặc là bạn nào mà thích bóc đầu á thì tắt nó đi, đó, off nó đi thì các bạn mới bóc đầu được, chứ không là nó không cho bóc đầu đâu. Mình thì lâu lâu hứng cũng tắt, nhưng mà không dám bóc đầu, sợ hư phuộc. Ok, một cái điểm đặc biệt trên chiếc xe R1 này nữa mình muốn chỉ cho các bạn thấy, đó là cái hệ thống phanh trước của nó. Thì bình thường những cái xe mà 1000 phân khối bây giờ thì phanh trước mỗi bên phanh chỉ có 4 piston thôi. Còn chiếc R1 này là mỗi bên phanh là 6 piston. Thì cái lực phanh nó rất là ác chiến các bạn. Mà thành ra là để kiếm được cái phanh, cái con heo để độ thì cũng rất là khó, tại vì mắc tiền lắm. Mà nó cũng không có phổ thông, không phổ biến nữa. Thì sang cái R1 2015 trở đi người ta đã trở về lại 4 piston rồi. Có nghĩa là thắng rất dữ. Nhìn cũng rất là hầm hố, nhưng mà nó lại không có phổ thông. Thành ra là người ta đã chuyển về 4 bit lại rồi, nhưng mà mình rất là thích. Nhìn cái cục thắng đó, nó đã nhìn sướng mắt. Ok, thì mình sẽ nói về chiều cao yên của chiếc xe này á, là theo chiều cao của mình á là 1m73. Thì mình ngồi trên chiếc xe thấy cũng thoải mái. Ở đây là mình đang chống bằng hai chân á, có nghĩa là hai chân đều nhau nha. Thì chiều cao yên của chiếc xe này khoảng 820 mm nếu mình nhớ không lầm là vậy.
thấp hơn chiều cao yên của chiếc R1 2015 khoảng 35mm. Chiếc R1 đời mới, đời cá chê thì nó rất là cao các bạn. Cái yên nó cao kinh khủng luôn mà nó còn bè ra hai bên nữa. Có nghĩa là cái yên nó rất rộng, thành ra khi mà các bạn để chân á thì phải bành cái chân ra như nè. Vừa cao vừa rộng thành ra phải nhón nhiều. Còn chiếc này thì nó thoải mái hơn. Cái yên nó gọt ôm vô cái sườn. Rồi thứ nhất là chiều cao cũng dễ chịu nữa, cũng khá là phù hợp với người Việt Nam. Thì ở đây là mình chống bằng một chân nè các bạn. Nó rất là thoải mái. Không có gì mà vướng víu hết. Còn đây là chống bằng hai chân thì có nhón chút xíu thôi. Khi mang giày độn vô nữa thì giày giáp á thì cũng khỏe chứ không có gì khó khăn hết. Đó. Ok rồi. Để mà nói về cái cảm giác lái của chiếc xe này á, thì mình đánh giá như sau. Nghĩa là cái tư thế ngồi á, cũng khá là chồm. Đặc trưng của Yamaha là cái dòng sport bike rất là chồm. Chồm mà muốn cắm đầu luôn á, muốn chổng đít lên trời luôn á. Nhưng mà ở chiếc xe này thì nó không thực sự là chồm lắm. Nó cũng rất là dễ chịu. Không quá chồm như chiếc R6. Trước đây mình đã từng chạy chiếc R6 rồi. Thì chiếc R6 chồm kinh khủng hơn con này nữa. Về độ nặng nhẹ là chiếc xe này nó khá là nặng. Nó không có nhẹ đâu, nó khá là nặng. Nặng hơn rất nhiều so với những chiếc xe như CBR, như Ducati mình cũng đã chạy thử rồi. Và đặc biệt là nặng hơn rất nhiều so với R1 Cache. Thì mình không hiểu tại sao cái thiết kế Yamaha lại chiếc này lại nặng đến mức như vậy. Điều này dẫn đến là đi xa thì nó hơi bị mệt một tí. Với lại vô cua thì cảm giác nó hơi nhợt. Theo mình cảm giác là vậy. Tại vì xe mà nhẹ thì vào cua nó mới lanh, mới tự tin, mình mới tự tin, mình mới chạy an toàn được. Theo mình đánh giá là chiếc xe này về tổng thể thì rất là tốt, rất là phù hợp với sở thích của mình. Mình là thích xe Yamaha, fan trung thành của Yamaha. Trước giờ đi 3 chiếc rồi. R1 2016, R6 và bây giờ là R1 2014. Thì theo mình đánh giá thì nó rất là phù hợp với cái sở thích lái của mình á. Cái ga đầu thì đâm cái ao lên, xe đi đầm, nhưng mà bị cái hơi nặng, vô cua không được tự tin lắm bằng R1 2016. Còn lại là mọi thứ là phải nói là hoàn hảo. Về tiến bô, về hệ thống phanh, về cái độ đâm đề ba cũng như là đâm hậu rất là ghê. Thì đó, đây là tất cả những cái thông tin mà mình muốn gửi tới các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe này một đoạn để cho các bạn nghe được tiếng bô khi mà nó chạy ra xa thì như thế nào. Ok, lại là áo thun, lại là quần đùi và lại là dép lao. Thì mình sẽ chạy thử chiếc này cho chiếc xe Yamaha R1 2014 cho các bạn coi. Thanh niên đang quay phim cho mình. Bạn tốt, hôm nay tốt ngày, nó rủ mình ra quay cho mình cái clip này. 4K, quá dữ. Mình sẽ chạy thử một đoạn cho các bạn nghe tiếng bô ha, khi mà chạy từ xa thì nó như thế nào. Ok, mình nổ máy đây. Bỏ qua mod A, D, X, đây. Rồi. Mình sẽ chạy thử ha. Ta đuổi á, bảo vệ ở đây hung dữ lắm các bạn. Ok vậy nha, nhớ like video và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn.